Hôm nay thì mình xuất phát rời Đồng Văn vào buổi tối luôn hả các bạn. Bây giờ là 9 giờ tối. Vì có công việc về gấp sẵn thì mình sẽ chạy xe liên tục để thử thách bản thân cũng như là cái xe. Bây giờ trước khi đi mình sẽ đổ xăng đầy cái cho nó chắc cú. Rồi đây á chị. Trang à, Trang à, Trang ơi. Đang còn du ra không lấy được dạng. 42.000 1.7. Lần đầu tiên mình đi tour vào ban đêm hả các bạn. Chạy 24 giờ giống mấy bạn trẻ. Đồng đội mình thì đã chia tay nhau ở Đồng Văn. Anh em bây giờ trời tối rồi thì chỉ có mình có công chuyện thôi thì mình đi một mình thôi chứ không phiền tới mấy anh em đi chung. Hành trình của mỗi người là một khác nhau, là có duyên đi chung với nhau được một đoạn đường như vậy là cũng đã rất ok rồi. Giữa núi rừng Tây Bắc thì cảm giác nó như thế nào ta? Mình đã có chuẩn bị đồ lạnh hết rồi cho nên là mình không có cảm giác bị lạnh nha các bạn. Trong cái chuyến đi về lần này của mình á thì km đi nó sẽ tầm khoảng cỡ hơn 2.000 cây á. Một view clip với dung lượng 2.000 km chạy xe liên tục. Chắc chắn với các bạn là mình sẽ không có up một lần lên được rồi, mà phải đi về rồi xong rồi mới làm được video clip này và mới up lên cho các bạn xem. Mình coi clip bạn nào mà đi xuyên Việt Tây Bắc Đông Bắc mà chạy ban đêm như thế này không, hoặc là chạy từ ở Đông Bắc mà về hẳn thành phố Hồ Chí Minh. Mình chỉ lo có một vấn đề thôi, đó chính là cây xăng họ không có mở cửa từ ở cái đoạn Hà Giang về tới Hà Nội thôi, chứ còn nếu như mà đã xuống được tới Hà Nội rồi á thì cây xăng quốc lộ 1 là bao la, mình không có ngại nữa, có thể là chạy liên tục được tốt. Đường Hà Giang này á, nếu mà đi ban ngày á, thì mình chạy chậm hơn ban đêm các bạn. Ở ban ngày nhìn thấy nhiều cái khó chạy, còn ban đêm á, đèn đốt rồi nó mờ mờ đó, cứ dặn ga mà chạy thôi, không có sợ gì hết á. Xung quanh mình rất là vắng ha các bạn, chỉ là núi thôi. Các bạn thấy mình có gan không? Phía trên kia có xe đi xuống kìa. Ok, cảm ơn nhé. Đã hạ đèn pha. Ban ngày á bạn đi còn ngắm cảnh nữa, còn ban đêm á thì không có ngắm cảnh, thành ra chạy á nó sẽ lẹ hơn. 9:40 thì mình đã tới được dốc Hẩm Mã rồi hả các bạn. Đây chính là dốc Hẩm Mã đây. Ban ngày thì quá trời là người đông, ban đêm thì không còn ai hết trơn.
Con đèo này khó vô cua lắm mày. Ở dưới kia có xe tải lên nè. Cái này như thị trấn Yên Minh các bạn à, có chốt cảnh sát giao thông ha à, mấy anh hỏi nồng độ cồn, rốt cục rồi mình cũng được test nồng độ cồn rồi các bạn. Không có bắt xe độ hay gì nha, chỉ dặn là mình đi vô thành phố Hà Giang thì chạy 50 thôi chứ đừng có chạy nhanh. Có máy bắn tốc độ tự động đó. Còn qua khu dân cư này thì mấy anh thổi nồng độ cồn thôi. Đi ban đêm thì chắc chắn là sẽ có cảnh sát kiểm tra rồi. Cái thị trấn này mình đi qua mấy lần rồi thì đều có công an hết, ban ngày cũng như là ban đêm. Chỉ hiếm lắm có một hai lần rồi đi qua đây là không có thôi. Nó có cái đường tránh, cái đường tránh thì đi không có gặp công an, nhưng mà đường tránh xấu á. Mấy năm trước đi thì đẹp, năm nay đi xấu á, thành ra mình không có đi đường tránh, mình đi vô trong đây luôn. Được trải nghiệm test nồng độ cồn, nếu mà có nồng độ cồn là được chở xe về đồ miễn phí luôn á. Hồi nãy do là mình đang chạy thành ra là không có bấm máy quay cho các bạn xem ha. Nãy giờ mình chạy được ở khoảng 2 tiếng rồi các bạn, gần 2 tiếng. Còn 60 cây số nữa thôi là ra tới Hà Giang rồi. Tắt cái đèn xuống cái để cho nó không có quen ánh sáng các bạn, thì mình nhìn thấy nó mới rõ được, còn để lâu quá là mình không thấy đường, mình sẽ thấy cái đèn chờ sáng mình nó hơi tối. Bây giờ là 12 giờ đêm hả các bạn? Bây giờ là 12 giờ đêm. Mình đã chạy liên tục hơn 112 cây số. Ô đô xe của mình thì nó bị sai các bạn, tức là nó sẽ hơn 112. Ở trên đồng hồ ô đô của mình đang bấm là có 112 thôi.
có bạn nào đang lo lắng cho cái vấn đề xăng của xe mình không? Đi xuyên suốt 110 mấy cây số đường đèo, không có một cây xăng nào mở cửa. Mà từ nãy giờ mình đi ra đây, mình đếm đâu đó được 3 cây xăng ở 3 cái gì ta gọi là gì ta, thị trấn. Xe của mình thì nó đã tuột hết một nấc xăng đầu tiên rồi, đó là cái nấc xăng nhiều nhất. Nhưng mà chừng nào mà nó tuột hết rồi, bắt đầu là nó chớp xăng đó, thì lúc đó sẽ đi được khoảng cỡ 20 cây nữa. Cho nên là bây giờ vẫn còn rất là thoải mái các bạn. Tính ra đồng hồ mình nếu mà bây giờ mình đi được thêm khoảng cỡ 40 cây nữa, 30 chứ, là 143 nó báo trên đồng hồ, thì tầm khoảng 20 cây số nó mới hết xăng, là 160 cây số. Chỉ có từ Hà Giang mà đổ về Hà Nội á, thì bây giờ phải qua được một cái đoạn tương đối dài thì mới có cây xăng tiếp. Bây giờ mình sẽ vô trong thành phố Hà Giang để coi là còn cây xăng hay không. Nếu mà còn thì mình sẽ đổ tiếp và chạy thẳng về hướng Hà Nội. Còn nếu như mà không còn cây xăng thì sẽ nghỉ lại một từ giờ tới sáng để đổ xăng, sau đó sẽ tiếp tục hành trình. Năm đầu năm 2019 đó là cái năm mà đầu tiên mình xuyên Việt với chiếc Yamaha IB125. Và mình nhớ cái bữa đó mình cũng đi vào ban đêm, nhưng mà khoảng 7-8 giờ tối thôi. Từ trên cột cờ Lũng Cú thì tụi mình chạy về tới Hà Giang là 2 tiếng rưỡi. Chạy rất là nhanh các bạn, nhanh hơn như vậy rất là nhiều ha. Bữa nay mình xuất phát từ Đồng Văn ra Hà Giang. Mười hai giờ mười các bạn. Mình đã vô được tới thành phố Hà Giang rồi ha. Bây giờ đi chạy kiếm cây xăng thôi. Thành phố Hà Giang về đêm hả các bạn? Nè, quảng trường nè. Mình đi qua mấy cây xăng rồi mình không thấy cây nào mở hết trơn. Chắc có lẽ là phải chờ tới sáng mai mới có cây xăng đổ và chạy ra Hà Nội rồi các bạn. Mình sẽ quá cảnh ở nhà nghỉ Hà Giang hả các bạn. Sẵn mình sẽ up clip của ngày hôm qua lên cho các bạn xem. À, chính xác là ngày hôm nay mới đúng. Tại nãy ngoài Đồng Văn á, wifi yếu quá, thành ra mình chưa kịp up nữa. Nhà nghỉ thì phòng nó chỉ có như vậy thôi. Giá là 180 ngàn. Mình có đi dò giá mấy chỗ rồi. Bây giờ nghỉ tới sáng rồi sẽ có cây xăng. Mình xuất phát rời khỏi thành phố Hà Giang lúc 5 giờ 55 phút sáng hả các bạn.
gần 6 giờ rồi mà nhìn nó giống giống như là 3-4 giờ sáng à. Chưa có mặt trời luôn. Chỉ có hai lần duy nhất á, là mình đi từ Hà Giang đi ra thôi. Đó chính là cái lần mình chạy chiếc IV125. Đó là chuyến đầu tiên mình đi xuyên Việt luôn. Mình đi từ ở Hà Nội lên Hà Giang, xong rồi chạy cột cờ Lũng Cú, xong rồi đi Mã Pí Lèng, rồi dòng về Hà Giang, rồi đi qua bên Sapa. À, cái lộ trình thì nó cũng hơi ngột ngột. Năm nay á thì đi ra tới ngoài Đồng Văn rồi, xong rồi vòng về Hà Giang, và bây giờ xuất phát đi né ngang Hà Nội rồi đi đường tránh thành phố Thanh Hóa, thành phố Vinh. Mình đi á, các bạn xài Google Maps thì cấm móc, cấm ở cỡ 500 tới 1000 cây thôi, đừng có cấm nhiều quá. Khi mà các bạn cấm nhiều quá, ví dụ như các bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn cấm ra Hà Giang á, là nó sẽ dẫn đi đường khác. Nhưng mà khi các bạn cấm ra ngoài Tuy Hòa hay là Quy Nhơn thì nó sẽ dẫn các bạn đi hướng khác. Xong các bạn đi hết bao nhiêu đó rồi á, các bạn cấm tiếp lên nữa thì lúc này á, map nó sẽ dẫn các bạn đi đúng. Chứ bạn đừng có cấm một cái một mà là map nó sẽ dẫn đi sai nha. Hành trình trở về cùng với em 155. Đèn thấy chán không bạn? Đèn hấp chấm à. Đèn thì sáng á, nhưng mà cái tầm của nó có khoảng 15-20 mét ở phía trước cái đầu xe. Hôm qua mình đi đèo á, thay vì mình không có mở đèn chợ sáng cũng được nữa, nhưng mà không mở đèn chợ sáng thì không có thấy đường chạy. Để cái góc cua phía trước á, mình không có rọi đèn chợ sáng như vậy nè, mình không thấy được cái góc cua phía trước đó. Đi tới góc cua mới thấy là thua luôn. Mà hôm qua mình cố tình mình chạy khoảng cỡ 30-40 coi sao, thấy cũng không ổn lắm, thành ra mở đèn chợ sáng chạy luôn đó. Không mở đèn chợ sáng là thua luôn các bạn. Cho nên khi nào mà có xe thì mình sẽ hạ đèn xuống. Có một cái câu chuyện mà tối ngày hôm qua, trong cái lúc mà mình đi mình không có dám kể, cũng hơi sợ các bạn. Đây mình đang đi trên núi rừng Đông Bắc rồi, nó cũng có một cái gì đó rất là tâm linh. Mình chạy trên cái cung đường đèo đó, đó thì cứ mỗi một lần qua cái cua là có một cái vệt hằn nước. Mà cái vệt hằn nước này nó đều lắm các bạn, hầu như là nó đều giống nhau. Mình ôm đâu đó khoảng cỡ 7-8 cái cua, nó đều có một cái vệt đó. Mà cái khúc mà mình vượt qua khúc cua đó, ví dụ như khúc cua trái đúng không, chút xíu mình cũng qua được qua khúc cua trái đó, và mình đi tới khúc cua phải thì nó cứ lặp đi lặp lại hoài vậy đó. Mà các bạn biết là mình nhìn thấy mình xuống cái odo của xe, cái trip của xe nè, mình thấy ủa sao kỹ ta, chạy hoài mà sao trip nó vẫn nằm đúng một chỗ mà mình ôm cua nãy giờ mấy cái rồi, đáng lẽ nó phải lên odo chứ. Cảm giác giống như là mình cứ đi vòng tròn mà lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, làm ly riết vậy á, hơi bị rén luôn á. Mà các bạn biết giữa rừng buổi tối mà đó, cái chạy một hồi thiệt là lâu như vậy á, mới gặp một cái chiếc xe tải nó lên, nghe cảm giác là nó thoải mái lại rồi, bắt đầu cứ chạy tiếp. Mà cái chuyện đó không phải nó lặp lại có một lần nữa các bạn, nó lặp lại 2-3 lần lận, nghe rất là đáng sợ luôn á. Tại vì ví dụ như các bạn đi á, bạn nhìn thấy cái đường nó khác á thì không nói đi, cái nó giống y luôn. Trời ơi, nếu mà đi ban ngày thì chắc các bạn không có gặp cái trường hợp này đâu, nhưng mà đi ban đêm thì hơi sợ sợ nha.
Có một điều mình phải công nhận là ý thức của người dân trên Hà Giang rất là tốt các bạn. Nhưng mà ý thức của những cái người mà đi ô tô ở dưới miền dưới mà chạy lên là không tốt nha. Xe tải, xe cà tàng thì các bạn biết là người dân người ta đi xe nó cũ mà nó ghê lắm, nhưng mà người ta gắn đèn á, người ta mở đèn pha nha. Nhưng mà khi mà không cần mình phải nhá đèn gì hết á, mình đang để đèn đèn chợ sáng mà mình thấy người ta mình tắt xuống là người ta tự ý thức người ta tắt luôn. Mà ví dụ như á, gặp một hai người thì có thể nói là trời này là số ít, nhưng mà không có nha. Tối ngày hôm qua mình đi từ ở trên Đồng Văn mà xuống Hà Giang á, thì hầu như 100 người là đủ 100 người là cứ thấy mình hạ đèn chợ sáng người ta cũng sẽ hạ luôn đèn pha của người ta xuống luôn. Khi mà đi qua nhau hết rồi á thì cả hai bên cùng bật lại. Đó thì các bạn thấy rõ ràng là không phải là người dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc ở trên những vùng cao là người ta không có ý thức giao thông đâu. Và thậm chí á, người ta qua đường người ta còn phải quan sát nữa. Đường đèo núi nha, người ta quan sát rồi, ví dụ như mà có xe mình rồi người ta không qua. Cho nên nó không phải là mình nói cái vấn đề là cái giao thông ở Hà Nội nó không được tốt á, thì nhiều bạn sẽ cảm thấy không vui. Nhưng mà từ các bạn thấy rõ ràng là ở trên một cái vùng cao nguyên như Hà Giang chẳng hạn nè, thì cái ý thức tham gia giao thông của người ta, cái ý thức ở đây là gì? Tức là khi qua đường là phải coi trước coi sau, chờ hết xe mới qua. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hạ đèn pha. Hạ đèn pha khi mà thấy xe ngược chiều, cái đó là những cái rất là cơ bản. Đó. Còn về cái việc mà ví dụ như chạy nhanh chạy chậm đồ thì nó cũng không có gì mà quan trọng đâu. Ví dụ như có người ta có nhu cầu người ta chạy nhanh thì ta chạy nhanh, nhưng mà miễn sao đảm bảo an toàn là được rồi, đúng không các bạn? Mình đang đi tuyến quốc lộ 2 ha các bạn. Nhìn cái con số mà 1.000 mấy chục cây số ở trên cái đồng hồ điện thoại, cái màn hình điện thoại nhìn thấy ớn các bạn. Một ngày mà đi cả ngàn cây. Ở đây chạy còn chưa có được nhanh các bạn, tại vì qua mấy khu dân cư đó, hơi đông xe, với lại là đường đèo núi không à. Khi nào mà xuống cái lộ 1 rồi đó, thì nó ok hơn. Sáng sớm chạy xe chưa có làm nóng người được, thành ra là chạy không có nhanh. Từ lúc chập chọn tối cho tới lúc bình minh ha các bạn. Thầy cầm máy bắn tốc độ nè. Bây giờ người ta bắn tự động hết rồi các bạn, là lập chốt ở bên kia chẳng hạn. Tới đây thì cứ chạy chậm chậm qua thôi.
không biết trai hay gái luôn. Này chắc trai à. Lúp gió. Ờ con trai các bạn. Lúp gió thì quá dữ dội. Không khí thì nói chung nó cũng hơi lạnh lạnh thôi chứ cũng không phải là nó quá lạnh đâu. Nhưng mà mình mặc ở trên tới hai cái áo là một cái áo khoác giải giáp với lại một cái áo mưa ở ngoài. Đi đường xa thì hạn chế lạnh mà nó thấm vô người các bạn. Rất là khó chịu. Sáng giờ thì mình đi một tiếng thì chạy tầm khoảng cỡ 80 cây số. Tốc độ trung bình của mình là từ 90. Có những cái đoạn không qua khu dân cư thì phải chạy chậm lại thì nó bổ đồng. Còn 80 km. Nhưng nào mà chạy được 101, 102 á thì cái tốc độ trung bình nó mới nhanh lên được. Ví dụ như cái cung đường này á, nó không phải là nó đường thẳng hoài nhưng mà mình vẫn duy trì được cái mức là 80-90 đều đều. Thì tốc độ trung bình của mình sẽ là 80. Tốc độ trung bình nó sẽ quyết định là các bạn đi từ điểm A cho tới điểm B nhanh hay là chậm. Chứ không phải là cái tốc độ nhất thời. Tại vì ví dụ như có những cái đoạn đó, các bạn chạy hết ga lên được 100 mấy. Nhưng mà có những đoạn các bạn chạy chỉ được có 70-80. Mà cái số đoạn mà các bạn chạy chậm đó, nó nhiều hơn cái số đoạn chạy nhanh. Thì thành ra nó bổ đồng đều với nhau hết. Cái việc mà mình chạy nhanh thì nó cũng không có giá trị gì mấy. Nó chỉ tăng cái rủi ro lên thôi. Còn mình chạy đều á, nó mới nhanh được và nó tiết kiệm xăng nữa. Đầu năm á, nếu mà các bạn đi xe hơi á, thì các bạn có thể là mua được cam Hà Giang để ăn thử ha. Mình đi xe máy mình mua về nhà là cam dập hết rồi, thành ra là mình không có mua. Cam Hà Giang ăn ngon lắm. Hồi đó lúc mà đi chung với vợ mình là mình có mua ăn thử rồi. À, 1.000 cây số nữa ha các bạn. Mình cấm cái mốc là ngay chỗ Tam Kỳ. Mà từ đây tới Tam Kỳ là 1.000 cây số nữa. Vì cuộc đời là những vì đắng khi nước mắt ở rơi thành sông. Nuốt đến đâu vào trong, đồng tiền sẽ biến ta thành không. Sẽ kiếm một cái chỗ nào đó đổ xăng rồi kiểm tra xe, xịt dưỡng sên. Cộng với sên của mình là đi từ từ lúc đi ở nhà là đã đi trước một cái tour rồi. Xong rồi về cái tour đó là cái tour mà đi Nha Trang mà bị trục trặc á các bạn. Đi xong cái tour đó về rồi bắt đầu mới đi cái tour này. Mà hiện tại là xe mình đã đi ngoài 3.000 cây số rồi và chạy tour xuyên Việt. Nó không có trùng, không có gì hết. Cộng DD rất là chất lượng các bạn. Cộng mình đang xài là dòng Terin ha, Ford Terin chứ không phải là Ford Orin bình thường hay là Ford Xrin. Đây là một cái dòng mới của DD. Cộng với mình xài cái dĩa nhôm và nhôm thép của thằng Med. Đi rất là chất lượng.
Tại vì mình đi cái dàn chân ở phía sau là zin hết, mâm zin, vỏ zin, thành ra là xe nó sẽ nặng bánh hơn so với là những cái xe độ khác. Chứ nếu như mà mình xuống mâm và xuống vỏ đó là xe chạy bốc hơn nữa. Lúc mà để lên bàn dyno chạy dyno thì cái HP nó sẽ cao hơn, còn cái này là dàn chân zin. Ít có ai đi xe độ mà để dàn chân zin giống như xe của mình lắm. Mình thì đi ôm cua đèo đồ nhiều á, cho nên là vẫn ưu tiên mâm vỏ zin, chạy nó vẫn ổn hơn. Đổ xăng xong, kiểm tra xe đồ hết rồi, xịt dưỡng sên. Bây giờ sẽ tiếp tục hành trình thôi các bạn. 90.000 3.7. Mình mới thay nhớt xong các bạn. Đem heo nhớt rồi, mình thay một chai nhớt, chạy vô tới Tam Kỳ mình sẽ thay thêm một chai nhớt khác nữa là sẽ chạy về tới nhà. Vừa thay nhớt xong á là dặn ra là ra dòng tua lên rất là nhanh ha. Cái nhớt từ ở mình thay ở dưới Hà Nội rồi chạy lên tới Hà Giang, xong rồi dòng về Hà Giang, dòng về Tuyên Quang là nó đã bị xuống nhớt rồi. Xe độ thì nó mau xuống nhớt lắm chứ không phải là giống như là xe zin. Xe zin một lần nhớt có thể là đi được 3-4 ngàn hoặc 5 ngàn cây, nhưng mà xe độ thì nó sẽ rơi khoảng cỡ 1 ngàn cho tới 1 ngàn 500, dù là đi nhớt xịn hay là nhớt gì cũng cỡ đó là mình thay thôi. Tại vì xăng dư các bạn, nó bơm vô trong cái buồng đốt nó không có đốt hết, nó sẽ có một cái lượng nó hòa vào trong nhớt dẫn tới là mất bôi trơn. Cho nên là hai nhớt cho xe độ thì nó sẽ nhiều hơn so với xe zin. Thay xong các bạn thấy không, dặn ga là toàn là 90 tới 100 không, mà dặn cũng một cái mức ga giống như hồi ban đầu. Xe là nghe máy nó êm hơn các bạn, nghe nó đều mà nó êm, mà nhớ giọt xe lắm. Mình dặn nhẹ thôi mà xe nó đã lao đi vun vút luôn, rất là đã. Thật ra mà nói á, thì Google Map á, nó cho mình cái hướng đi rồi những cái thông tin ở trên cái map, nhưng mà nhiều khi á, nó cũng cho những cái hướng đi rất là tào lao các bạn, kiểu như là chạy hẳn thì cũng được mà nó bắt mình phải đi theo cái hướng rất là kỳ cục. Wow, bên kia có cây cầu bự quá trời luôn các bạn. Mình chỉ đi ngang qua thôi chứ mình không có lên cây cầu đó. Hồi nãy mình mới vừa vượt qua được một chốt giao thông, đang kéo cũng tương đối gắt á, không biết là hỏi nồng độ cồn hay là bắn tốc độ, nhưng mà theo mình nghĩ là bắn tốc độ á. Rồi cầu bự ghê. Lúc mà mình đi qua cái chốt đó, đó thì có hai cảnh sát giao thông, một anh là đứng gần gần giữa đường, một anh là đứng ở làng bên trong, mà đứng ở giữa đường làng bên trong á, với lại là có mấy cái cục nhựa. Thì cái anh đứng giữa đường đó, thì anh đứng gần mấy cái cục nhựa, thì mình cũng đang chạy lân tân khoảng 80-90 giây. Thì các bạn biết sao không, mình biết chắc chắn là hỏi mình luôn, tại vì là chạy nhanh nhanh là
gặp chốt giao thông là thể nào cũng có bắn tốc độ. Cứ bình tĩnh mà các bạn chạy vậy thôi, cứ đều ra mình bình tĩnh chạy, xong rồi mình chỉ việc lách nhẹ người qua cái là mình lướt qua thôi. Còn ví dụ như mà các bạn thấy cảnh sát giao thông á, mà các bạn có cái thái độ ví dụ như là nè, về số về đúng không, về số về cái kéo gắt đồ lên, cái người lách qua lách lại là ăn gậy liền nha. Tại các bạn biết sao không, cái xe phân khối nhỏ đó, hoặc là thậm chí là xe độ đó, thì cái gia tốc nó cũng không có nhanh. Thứ nhất là không nhanh, thứ hai là người ta sẽ biết trước, nó đứng cách mình tầm khoảng cỡ 40 mét, 40-50 mét, thì người ta có đầy đủ thời gian để người ta đi ra cái làn bên đó và lấy cây phan cho các bạn một cây. Cho nên á, nè, hồi nãy cái làn nó y chang vậy nè. Thì cho nên là mình không có quản, không có một cái hành động gì mà gọi là thông chốt hết á. Mình cứ chạy đều vậy nè. Cái máy ảnh cũng đứng im chỗ. Thì tới gần máy ổng mình lách ngang qua, mình chạy, ổng quơ cây đâu có kẹp đâu. Đó. Thì đó là cái cách mà né đòn hiệu quả. Chứ không cần mà phải dậm số rồi kéo gắt lên. Đó, từ đây mà cho tới cái bảng mà hết thu dân cư các bạn thấy không? Đó. Thì nếu như mà các bạn có một cái hành động gì á, là người ta sẽ ra trước mình. Người ta sẽ rất là chủ động. Cái này á, là mình chia sẻ để cho các bạn nào mà đi lỡ chẳng may mà bị tốc độ nhanh quá, nó lướt qua mà không kịp hắn nha. Chứ không phải là mình khuyến cáo các bạn làm như vậy. Tại vì á, xe của mình là xe độ. Khi mà bắt vô á, là ngoài cái việc mà quá tốc độ nè, còn bị bắt cái lỗi xe độ rồi độ chế tùm lum hết, nó rất là phiền phức. Còn bạn nào nói là có chơi có chịu, xin lỗi các bạn, các bạn hãy thử đi giống như vậy đi rồi các bạn chịu coi các bạn có dám chơi dám chịu không. Các bạn có bao nhiêu chiếc xe và bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian để các bạn chơi chịu giống vậy. Cái phương án nào mà nó hiệu quả nhất thì mình áp dụng thôi, chứ không phải là kiểu như là anh hùng. Anh hùng á, nó cũng tùy vào cái vấn đề. Còn ví dụ như mà anh hùng những cái chuyện đó dạng giống như là có chơi có chịu á, cái đó người ta gọi là ngu á, chứ không phải là có chơi có chịu vậy. Mình biết bắt vô đó là phạt cả chục triệu mà mình vẫn đút cái đầu mình vô trong đó để phạt chục triệu, đó gọi là ngu rồi. Còn cái vấn đề mà tại sao không chạy chậm đi cho công an điện bắt, mình nói chứ các bạn là đi xe độ, dù các bạn có chạy chậm, có chạy đúng tốc độ thì bắt vô người ta vẫn phạt các bạn. Vậy cũng sẽ có những ông sẽ nói là vậy thôi để xe chin đi, ông đi xe độ làm gì. Cái này mới mắc cười nè. Cái sở thích cá nhân của mỗi người đó, người ta thích đi xe độ. Ví dụ như người ta chạy cũng đâu nhanh đó, mình chạy khoảng mấy mấy 80 thôi, chứ đâu phải mình kéo ầm ầm đâu đó. Có tiến bộ lớn lớn tí xíu nè. Rồi ví dụ như lúc mà mình cần tăng tốc, mình vượt xe, mình vượt nhanh, chứ đâu phải là mình đi xe độ là để chạy cho nhanh rồi phá làng phá xóm đâu, đúng không? Cho nên đó, cái việc mà đi xe độ á, cứ tấp vô là phạt rất là nhiều, phạt nặng, và thậm chí là nó mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là mình lựa cái phương án nào mà nó dễ dàng nhất thì mình áp dụng thôi. Nhưng mà không khuyến cáo với mọi người nha, chỉ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện này thôi. Trên map nó đang ghi là đường Hồ Chí Minh hả các bạn. Năm nay á, mình có hẹn với một cái anh ở trong Hà Nội. Hôm bữa đó mình ở Hà Nội hết một ngày mà quên mất tiêu ảnh đi, thành ra là không có gặp ảnh được. Bữa nay mình về á, thì mình không có đi qua Hà Nội.
đành phải hẹn ảnh dịp sau thôi. Đường mình đang đi là tắt ngang qua Hà Nội chứ không có vô trong Hà Nội, chạy mé qua một bên thôi. Đang mặc áo mưa thành ra là khi chạy nhanh á gió nó bọc vô. Đường rất là đẹp ha các bạn. Mình chưa bao giờ mà đi một cái con đường nào mà nó hẳn tới mức độ như vậy luôn á trời. Cái này mà đi được xe mô tô thì chắc chạy dữ lắm đó các bạn. Trời ơi đường nó hẳn tân à. Đường này nó ghi là đường Hồ Chí Minh. Chỉ có một đoạn ngắn thì thôi thì sao đó. Chút xíu nữa là mình sẽ quẹo qua quốc lộ 12B. Còn nếu mà đi hẳn nữa là nó sẽ dẫn ra quốc lộ 1A. Còn cái đường này thì nó dẫn qua thành phố Hòa Bình, không có qua nhiều khu dân cư. Đi hết đoạn đường Hồ Chí Minh thì nó dẫn ra CT02 ha các bạn. Ở trên bản đồ này nó ghi là CT02. Quốc lộ 32. Lê Bình à. Lẻ 5.000 4.3.
cứ 100 cây là mình ghé mình đổ xăng một lần 4 lít 3, thì cho nó 4 lít đi thì vẫn còn được 3 lít đó. Nếu mà tính đúng là còn 2 lít 7. Thì vẫn còn đi được 40-50 cây. Thị trấn Thanh Thủy còn đi hướng đi thẳng thì sẽ ra hướng Hà Nội. Ở đây chốt cảnh sát giao thông rất là nhiều các bạn, hỏi nồng độ cồn. Đi về toàn là đi qua những cái cung đường đẹp không à các bạn. Nó còn tùy vào cái vị trí mà các bạn muốn đi nữa. Đường Việt Nam mình nó nhiều lắm. Có thể là đợt này á, xuất phát từ Hà Giang đi về á, thì sẽ đi tuyến này, nhưng mà tour khác á, thì nó lại chỉ hướng khác. Chỉ trừ khi nào mà các bạn muốn đi lại trên con đường này á, thì các bạn bấm thì đi lại thôi. Ví dụ như là các bạn từ ở Huế hay Đà Nẵng, các bạn mà chạy hướng lên Hà Giang á, thì nó sẽ dẫn các bạn đi cung đường này. Mình thấy đi đường này nó quá là ok luôn. Đường đẹp, chạy thoải mái. Chút xíu mình ăn sáng, mình sẽ mở cái áo lạnh ra. Trời ơi, nó nóng gần chết luôn. Để vậy chạy nhanh nó còn bị vũ nữa chứ. Bắc này á, có nhiều người chạy xe hơi á, người ta chạy rất là dễ thương. Nhưng mà cũng có nhiều người chạy xe cũng âm binh lắm. Chứ không phải là ai chạy xe cũng xấu đâu các bạn. Trước khi mà vô chỗ Đồng Không Mông Quạnh thì mình đã đổ xăng rồi, cứ yên tâm đóng thôi. Xăng hay nhớt rồi còn ngại gì nữa đâu. Giờ 50 mình ghé vô ăn bánh cuốn thôi. Ê, cái này cũng giống như ăn trưa rồi mà ăn sáng á. Tỉnh táo rồi, bây giờ mình xuất phát tiếp lúc 10 giờ 15 phút ha các bạn. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, quay qua quay lại cái tới trưa. Đây lại là một cái tuyến đường đẹp tiếp theo nữa ha các bạn. Quốc lộ 32. Đường này á, nó chỉ có một cái mình thấy nhiều thôi, đó chính là xe tập lái các bạn. Quá trời xe tập lái luôn. Nguyên con đường này làm như là nguyên cái trường này nó hầu hết hay sao. Cái chuyến này đi về á bạn, thì được trải nghiệm những cái cung đường đẹp thì cũng rất là giá trị cho cái chuyến đi tour lần này của mình.
Tuyến đường này thì có nhiều cây xăng lắm, cho nên cũng không có sợ, bơm thoải mái luôn. Mà mặt đường nó láng mịn, chạy rất là thích. Nhưng mà nguy hiểm nha. Ví dụ như những người ta băng qua đường như vậy, hên là cái em gái đó em thắng lại kịp, chứ không là mình sẽ rung á. Đứng lại coi xe đồ đàng hoàng hết rồi, nhưng mà coi có một hướng à, còn cái hướng bên đây thì lại không coi. Nhưng mà dù sao thì cũng có coi để đường, vậy là cũng tốt rồi, đỡ hơn nhiều người người ta không có coi đường luôn. Mình qua đường á là mình đứng lại hẳn luôn chờ, mà thậm chí mình đi mô tô cũng vậy, đứng lại hẳn luôn coi, mà không có xe mình mới qua các bạn. Cái đó giống như là không phải là cẩn thận nữa, mà nó nằm ở trong con người của mình luôn à. Tại vì các bạn biết á, là mình qua ẩu là thể nào có người ta chạy đó, người ta thắng không kịp, người ta tông vô. Mà cái ác cái là cái bất ngờ á, tức là mình qua ẩu mình không có cái sự chủ động. Khi mà nó có va chạm xảy ra là rất nguy hiểm. Còn ví dụ như mình có cái chủ động thì mình còn kiểm soát được cái cú té của mình. Thành thử ra là qua đường là phải coi kỹ lưỡng, đồ xong xuôi hết, không có xe cộ hết rồi mình mới qua là nó an toàn nhất. Nè, cái Google Maps nó chỉ đường mắc cười lắm mà. Đó, thay vì ở đây chỉ cần quẹo qua cái là được. Để mình đi lên đây coi thử coi là cái đoạn này lý do tại sao mà nó lại không cho mình quẹo qua, mà nó bắt phải đi lên trên kia mới cho quẹo nha các bạn. Thí dụ như vượt xe đó, mình cũng ở đây ha. Ở đây có đường mà. Mình đang chạy mình qua đường là mình có xi nhan nãy hồi á các bạn, có xi nhan ha và có dòm kiến chiếu hậu. À chắc là đường xấu cho nên nó không có chỉ hả các bạn. Đường xấu nên nó không chỉ, nó chỉ đi trên kia quẹo vô dễ đi hơn. Mà phải công nhận là nó xấu thiệt. gì ta, hồi nãy là mình qua đường là mình có xi nhan, có dòm kiến chiếu hậu, rồi với lại vượt xe nữa. Vượt xe là mình dòm kiến chiếu hậu sao luôn, coi là có xe phía sau không mà mình mới vượt nữa các bạn. Chứ không phải là mình vượt cái mình chỉ cần coi phía trước coi là có xe là mình mới vượt, tức là coi cả hai hướng luôn. Nó giống như kiểu nó thành thói quen rồi, lỡ ở đằng sau lưng mình có một chiếc xe cũng đang vượt mà ở phía trước mình vượt không được á, mình tấp vô cái là ở phía sau ủi lên là hôi hùa, cho nên là phải coi cái cả phía sau phía trước là vậy. Ui đường này nó xấu thế, mốt không được cải chỉ Google nữa. Ồ, ở đây người ta làm củi ngâm ruộng nè. Xấu được có một đoạn à. Cũng là câu nói cũ, có những con đường cả cuộc đời chỉ đi một lần duy nhất. Không phải đơn giản, không phải là không có thể đi được, nhưng mà không có dịp và không có cơ hội để mình đi lần thứ hai. Cho nên là bất cứ khoảnh khắc nào trong cái cuộc hành trình, bất cứ hành trình nào, mình đều tận hưởng cái cảm giác khám phá phiêu lưu. Đây 317 ha các bạn. Đường này nè thì nó sẽ đi ven sông Đà nè. Đó, đi cặp mé với sông Đà. Đ-
đường này đường bê tông chứ không phải là đường nhựa, cho nên đi nó hơi dằn chút xíu. Mười một giờ rưỡi gần 12 giờ thì mình ghé vô nghỉ tầm khoảng 30 phút. Buổi trưa thường sẽ khá là buồn ngủ cho nên là mình sẽ ngủ trước 30 phút, uống một ly nước, nằm võng, nghỉ. Sau 12 giờ thì bây giờ mình sẽ xuất phát tiếp thôi ha các bạn. Lộ 12B ha các bạn. Từ sáng giờ thì mình đi cũng gần được 400 cây số rồi. Do là đoạn đầu á, phải đi qua mấy cái đèo núi rồi nó hơi khó đi, chạy tốc độ không có được nhanh. Bây giờ mình đang đổ ra quốc lộ đường đồng bằng thì nó sẽ dễ chịu hơn. Quốc lộ 12B. Thay vì đi quốc lộ 1A thì mình đi cái tuyến đường song song rồi né các cái thành phố lớn. Và đường nó cũng hóng hơn ha các bạn. Video clip này thì mình sẽ không có cắt ra mà mình sẽ làm thành một cái đoạn clip dài lịch sử từ Hà Giang về tới Sài Gòn Hóc Môn luôn. Chín chục và sao trăm cây á các bạn, ở lông không cứ một lần đổ xăng là 100 cây á. Rồi các bạn mà xem clip của mình đó, các bạn đếm cái số lần mình đổ xăng là các bạn biết mình đi được bao nhiêu cây số rồi đó. 100 cây của ô đô xe mình đó, thì nó phải là 120, tại vì hai cái dĩa sau á cho nên bây giờ nó không có đúng. Nó báo km ít hơn bình thường. Cho mình cứ canh đúng 100 cây ở trên đồng hồ là mình đổ xăng. Sau khi mà đổ xăng rồi đó thì cứ bấm chip về không để mà 100 cây tiếp theo đổ tiếp. Mình đi một mình cho nên là cứ canh chừng đổ xăng để chạy cho nó thoải mái, đỡ phải lo lắng. Mình đang đi một cái đường nhánh nhỏ để vô được đường Hồ Chí Minh. Đường rất là tưng dằn ha. Đi ê người á các bạn. Đây là đường Hồ Chí Minh.
khí nó cũng mát hơn nữa. Hồi nãy ở cái kia nóng lắm. Cái xe tải đằng trước á có vẻ là nó đang chạy chậm đúng không, nhưng thật sự nó đang chạy rất là nhanh nha. Gần 80-90 á. Địa phận Thanh Hóa. Ở đây có khá là nhiều chỗ để dừng chân nghỉ mệt. Các bạn biết là tại sao mình không có chạy nhanh hơn nữa không? Mà mình chỉ chạy cỡ 90 mấy tới 100 thôi. Bởi vì gió rất là lớn. Là thứ nhất, thứ hai là nếu như mà mình chạy tốc độ mà nó quá cao á, nhớt nó có khả năng là nó sẽ bị hụt. Mà cái lượng nó hao hụt á, mình chăm thêm không có chính xác, chạy xe nó rất là kỳ các bạn. Năm trước đi tới đây là đứng ngay ở vị trí này chụp hình nè. Còn năm nay thì lại đi ngược về. Ngược về thì lại đi đường này. Đường này đó đi hẳn ra rồi chạy một tí xíu nữa là sẽ tới được đèo Đá Trắng. Cái hướng quay ngược lại đằng sau lưng mình đó. Chút xíu nữa mình sẽ đi ngang qua chợ mía. Bán mía rất là nhiều ha. Đẹp ghê các bạn, nước nó trong xanh luôn, nhìn thấy đáy luôn á. Trời ơi, cái sông gì mà nó sạch dữ vậy trời. Nước trong. Cái này bơi được luôn á. Trời trong kìa. Hiếm khi nào mà thấy được một cái dòng sông nào mà nó sạch như vậy luôn á các bạn. Cái này là sông Mã nha. Rồi mình đi tiếp đây. Ngắm sông, ngắm suối rồi tí xíu nữa. Đi là ban đêm.
học sinh ở đây chạy xe là không có bảng số nè, bô tăng nè, gắn bô tăng nhưng mà xài tiêu. Ồ mẹ, lọc gió trụ đút ra ngoài luôn, dữ thiệt, quá dữ. Không biết là mấy em có map chưa, chứ là nếu không mà không map mà chỉ gắn lọc gió trụ với lại bô á, người ta sẽ gọi là bản độ gió bô, nghe kỳ không, bô xăng, bô xăng lửa, cái này là bô gió lửa, bô gió thì không có lửa. Thấy trời nó hơi mù mù ha các bạn, nó không có được trong á. Mình còn 570 cây nữa là sẽ tới Huế, mình gài lại là tới Huế. Ngày mai xuất phát từ Huế về tới Hóc Môn là 1150 cây nữa là đẹp rồi. Bữa nay là đi tầm khoảng cỡ chắc là 900 mấy cây á, từ Hà Giang về tới Huế. Mới vừa nghĩ ra một cái rất là hay, muốn chia sẻ với các bạn. Hồi lúc nãy á, là mình tới Hòa Bình, cái đó bắt đầu mình gọi điện, gọi Zalo á, gọi Zalo cho vợ, thì trên nón bảo hiểm của mình á có cái cado, cái đó là để dùng để nghe nói được các bạn. Nếu mà đi một nhóm á, thì có thể kết nối tầm khoảng cỡ 8 cây số á, giữa cái người phía trước và người phía sau á, 8 máy kết nối với nhau thì sẽ được 8 cây số. Còn nếu mà đi solo vậy thì dùng để nghe điện thoại với lại nghe nhạc đồ bậy bạ được. Thì mình gọi điện mình nói chuyện với vợ, mình kêu à, vợ vô lấy nó bảo hiểm ra, cái vợ đội vô nói chuyện với chồng, ngồi trước cái quạt á, cũng giống y như là hai đứa đang đi cùng nhau vậy đó. Cái hai vợ chồng mình nói chuyện cả tiếng hồ, giống như là đang chở bả sau lưng vậy á. Cũng khá là thú vị á các bạn, kiểu như là vợ mà rảnh rảnh á, cái đi tour cái chồng gọi điện về nói chuyện, vừa chạy xe vừa nói chuyện. Chỉ có điều cái là bả không có thấy được ở phía trước, rồi không có gió ở xung quanh thôi. Nếu mà có cái thiết bị gì mà truyền được hình ảnh trực tiếp về nữa là coi như hai vợ chồng đang đi tour cùng nhau luôn. Nhờ đi cái đường này á, mà bom nó đỡ á các bạn, chạy từ Hà Giang đâm về tới Huế nổi, chứ còn nếu mà đi quốc lộ 1A chắc không nổi đâu. À, ghê quá, xe mình nó vẫn còn yếu so với mô tô nhiều lắm. Cái pha đó là chỉ cần mô tô giật ga cái là giật qua rồi. Địa phận Ngọc Lặc, đoạn đường này lại nhớ anh Hải R3. Mình với anh Hải cũng đã từng đi chiếc 155 này, chứ là chiếc R3 trên cái cung đường này mà cái hướng đi về.
hai anh em cũng chạy cùng với tuyến đường này luôn. Bây giờ chỉ còn có một mình chạy à. Phải công nhận là cái tuyến đường Hồ Chí Minh này chạy rất là êm các bạn. Chạy thoải mái hơn quốc lộ 1A nhiều lắm. Cho nên là có nhiều bạn là lựa chọn cái tuyến đường này để đi về Hà Nội thay vì đi quốc lộ 1A. Đẹp thì có đẹp thiệt đó các bạn, nhưng mà người ta băng qua băng lại ghê lắm. Không biết trước được những người ở phía trước là người ta có quẹo hay không, không có một cái dấu hiệu gì hết. Thí dụ như mà quái cổ là dòm dòm đó, thì mình còn biết được là chuẩn bị muốn quẹo, còn là em có đang chạy về muốn quẹo ta cái ào qua liền, trời ơi. Xe mình lố qua 100 cây rồi, bây giờ mình phải vô BVO để đổ xăng thôi. Yeah, 4.1 lít. Sáng giờ mình đổ một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, được đi được cỡ 500 cây. Năm lần đổ xăng nữa là mình sẽ tới đường Huế ha các bạn. Bây giờ đi không có coi km nữa mà đếm số lần đổ xăng. Chiếc xe bịt bản số biển 36, mình tưởng là biển 59 chứ. Thì là có người chạy chung rồi đó các bạn. Nãy giờ mình chạy mình buồn quá trời. Rồi ông này cũng chạy không nhanh là trời bánh. Bánh nhỏ nữa, mỗi lần mà ông kéo lên cái lết bánh cái. Hồng bô này chắc đi cỡ bô xăng lửa hay 62 gì á. Ủa gì yếu vậy anh trai? Trời ơi, có người đi chung mà ông không lên là sao đi chung? Mình mới phát hiện ra cái vấn đề là lý do tại sao mà mấy bữa nay mình đi trên Đông Bắc với Tây Bắc nó bị trượt bánh. Không phải là do vỏ mình nó trượt, cũng không phải là do đường nó trơn nó trượt, mà là do khi mà mình chạy vậy nè, gió ngoài lạnh các bạn, nó làm cho cái cao su vỏ nó cứng, nó không có bám đường. Còn bữa nay á, mình đi trời nắng nè các bạn, trời đường đi chắc giờ nóng dữ lắm luôn á. Bo cua chạy mà 100 mấy qua cua mà nó im re, nó không có trượt không có gì hết.
thậm chí là bây giờ nó dính vỏ xuống đường nè, chạy cảm giác là giống như là nó bị gầy lại á, nó không có trơn, không có mượt. Hồi nãy mình mới vừa đổ xăng và kiểm nhớt đồ lại hết rồi. Ok, bây giờ ra kéo lại. Đường này bây giờ nó đang thoáng, tranh thủ kéo gắt chút. Không thấy bảng số 59 nào hết các bạn. Hồi nãy gặp các bạn trai xin boy đó mừng quá trời luôn, có người để chạy chung. Ít ra mà gặp mấy ai mà máu chiến á là chạy nhau được một đoạn cũng khá là xa. Trời ơi, đường này mà bơm thì còn gì bằng. Ông đó mà ông về bơm thì mình cũng bơm theo. Mấy anh xe hơi anh vượt hả? Ghê quá. Hồi nãy giờ chồng cũng có nói với khán giả là nói chuyện với vợ mà bây giờ mình đã ra được tới quốc lộ 1A rồi ha các bạn. Từ quốc lộ 16 mình quẹo ra một cái vòng cung, ra được quốc lộ 1A rồi nè. Bây giờ mình chỉ còn có 400 cây nữa thôi là tới Quế rồi. Và trong ngày hôm nay á, cái cây số mình đi được có thể là khoảng 1.000 mấy chục cây á. Bình thường á là Hà Nội Quế nó còn gần ha các bạn. Bữa nay là mình đi là Hà Giang Quế. Ra tới đoạn gần Vinh nè các bạn, tự nhiên cái trời nó mù rồi nó lạnh y chang như trên Hà Giang vậy đó. Còn nãy giờ mình đi trong đường Hồ Chí Minh, trong đó thì nắng nôi nóng nực, ra tới đây nó lại lạnh các bạn. Để chạy được 1.000 cây thì mình có nhờ sự trợ giúp của vợ mình là gọi điện Zalo nói chuyện, à hai vợ chồng bây giờ vẫn đang nói chuyện với nhau luôn. Bà đang kéo keo rẹt rẹt nữa. Có người nói chuyện đỡ buồn ngủ các bạn, chứ mình chạy á mình sẽ quên đi là bị mệt á, mình tỉnh dễ chạy lắm. Còn nếu mà chạy hoài mà có một mình á nó hơi bị quán. Bên đó giống ai à? Thấy nó giống vợ quá à. Hả, chạy ngang qua mấy công an đứng dòm thôi chứ nói gì vợ. Tao là đậu má, tao chơi hẳn luôn á. Có bao nhiêu là tao đóng hết luôn, khỏi né luôn. Không với, tại đi xe hơi không à. Rớt được số hàng 3 này, 394 rồi. À, 394 cây.
ông nội, ông già cầm cuốc chạy qua đường, trời đụ má quốc lộ ta đang kéo mà chạy qua đường, trời ơi thiệt, má làm như ông chạy nhanh hơn xe vậy. Nói chứ nếu như vậy cho đi massage có động lực mới chạy với bà. Ghế massage nó đâu có mượt. Như là gần tới cái chỗ mà hồi đó chồng vợ rớt bảng số nè. À. Thì gần tới rồi nè. Trên này có gì đặc sản ta? Rác về chắc chút nữa cạn nhớt quá. Mới hay nhớ hồi trưa chứ hồi tối đâu. Mà chạy gắt gắt là nó hụt à. Phá xe gì. Nhớt đâu mà má. Đâu ta đi cái này cho tới khi nào mà cảm giác là nó hết bốc rồi đó, mới hay chứ. Hơn 100.000, 115. Trang á. Trang anh ơi. Trang. Được rồi. Ủa đi gần cái 20. Không có xuống được đâu. Mấy ông này ông phải rửa xe mình ghê, rửa bằng xăng mới chịu. Không để ý các bạn thì bây giờ là có nắng lại rồi và nhiệt độ nó cũng nóng nóng rồi. Thì chỉ có đúng một cái vùng hồi lúc nãy mình đi ngang qua là nó lạnh, nó mát thôi, nó không có nắng. Còn xuống tới đây là bắt đầu nắng nữa rồi. Cách Vinh 16 cây. Bởi đi tour rất là dễ bị bệnh, thời tiết nó thay đổi nhanh. Tại mình đi từ vùng này qua vùng kia. Còn ví dụ như mình ở một chỗ mà sáng nó nắng, chiều nó mưa thì đó là chuyện bình thường rồi. Mình thích nghi, có thời gian để mình thích nghi. Còn mình đi xe như thế này nè, đoạn thì nó nắng, đoạn thì nó mát, nên rất là dễ bị bệnh, bị cảm. Bốn lần đổ xăng nữa là tới. Đoạn vô thành phố Vinh này thì xe ô tô hơi nhiều, lúc nào cũng vậy hết á, chứ không phải là chỉ có bữa nay không. Nó đặc trưng lắm các bạn, chỉ cần các bạn mà đi tới cái địa điểm cái vùng này á, là các bạn thấy là xe hơi mới chạy dày là biết ha, tới Vinh rồi, kiểu vậy đó.
mấy lần trước là nó dẫn mình đi hẳn quẹo nè, không biết đi hẳn được không ta. Né thành phố Vinh, mình đi hẳn luôn cho rồi, né chạy trời. Sẵn vô tham quan thành phố luôn của thành phố Vinh nha các bạn. Hồi trước cũng có một lần mình đi hẳn vô thành phố luôn, chứ mình không có đi tuyến tránh. Tại tuyến tránh nó xấu quá đi. Thành phố Vinh thì cũng không có lớn lắm. Xe ô tô đông. Sâu vào bên trong thành phố thôi các bạn. Có bán thạch dừa sọ nè, thì để coi có cái món gì mà nó đặc trưng mà người ta bán nhiều các bạn. Người ta bán nhiều cái món đó là tức là nó sẽ có sự đặc trưng. Biển số của thành phố Vinh là 37. Tàu hủ, Yummy. Bên kia là quán hào đồ nướng. Thành phố thì thấy cây xanh nhiều ghê. Cây không to lắm nhưng mà được cái nhiều lá. Hôm nay mình chạy cỡ 1.000 cây các bạn. Ngày hôm qua thì mình vượt 140 mấy cây số từ ở trong thị trấn Đồng Văn ra Hà Giang vào buổi tối 3 tiếng đồng hồ. Cho nên là hôm nay nếu như mà quay có cái gì không có được tốt thì mong các bạn thông cảm giúp mình nha. Cũng giống như những cái thành phố khác á, thì mỗi một cái thành phố nó sẽ có một cái trung tâm. Thì đây là một cái trung tâm của thành phố Vinh các bạn. Đường xá rộng và với những cái công trình to lớn, khách sạn to. Thành phố Vinh rất là đẹp. Nếu như mà sau này đi tour, mình sẽ ghé thành phố Vinh để tham quan tầm khoảng cỡ một ngày. Chiều hôm đó tới xong rồi đi tham quan, chạy đây đó chơi, ăn uống, cho biết thành phố Vinh. Đường xá rộng rãi, mình thích những cái thành phố mà có đường rộng, đi đỡ kẹt xe các bạn. Chỉ có cái là thành phố Vinh đó, nhiều xe ô tô hơn những cái thành phố khác. Ở đây hình như xe hơi rẻ hay sao ta.
cầu này giống cầu Long Biên các bạn. Và cầu Long Biên thì người ta xây từ thời Pháp rồi, còn cái cầu này mới xây. Những cái khung dầm đồ nó làm bằng thép. Thép to hết biết. Bên kia là cái cầu qua tuyến tránh quốc lộ 1A, tuyến tránh thành phố Vinh. Mai nữa là mình sẽ chạy từ Quế về tới Hóc Môn. Mỗi một ngày đi 1.000 cây các bạn. Giờ mình không có cho đi đêm. Đi đêm nghĩa là đi nguyên đêm á. Còn đi nới nới anh chút xíu thì tới cỡ 9 giờ 10 giờ nghỉ là ok. Ồ, đây có camera bắn tự động nè các bạn. Thật là ghê gớm. Mặc dù là không có đi đêm nhưng mà mình vẫn có thể đáp ứng được là 2 ngày mình đi 2.000 cây. Mỗi một ngày là 1.000 cây. Đền mạnh bữa bị rớt cái bảng số ở đoạn này nè các bạn. Rớt bản số chiếc xe B 1.000 ở đây nè. Hai vợ chồng mình đi kiếm gần chết luôn mà có kiếm được đâu. Gần 5 giờ hả các bạn, mình tấp vô một cái trạm dừng chân của xe trạm dừng chân của xe khách ăn cơm. Đây 50.000. Đây là trạm dừng chân của xe khách đó các bạn. Thì giá của một phần ăn nó tương đối là rẻ. Nếu mà bây giờ các bạn mà đi ra ngoài những cái quán ăn á thì chắc chắn nó phải hơn 50.000 rồi. Một phần ăn 50.000 là có rau, có canh, có thịt 3 món. Quá ok luôn. Ăn xong mua chai nước 5.000 nữa. Uống được rồi. Xong xuất phát lên đường. Nếu như mà các bạn đi xuyên Việt mà đi một mình á, để mà tiết kiệm chi phí tiền ăn mà nó vẫn đầy đủ các món á, thì nên ghé vào những cái nhà xe trạm dừng chân của xe khách á, thì vô đó mình mua phiếu. Thí dụ như có nhà xe rẻ lắm, có trạm dừng chân thì có 50 thôi, nhưng mà có những trạm nó tới 70, 80 cũng tùy vào trạm nữa. Nhưng mà nhìn chung á, thì ăn uống rồi nó cũng được hơn những cái quán ở bên ngoài. Bên ngoài quán thì nó sẽ mắc tiền hơn. Chưa chắc gì đồ ăn nó đã ngon. Ở trong này thì có bún phở cơm đầy đủ hết, cho nên là các bạn muốn ăn gì ăn. Ngoài ra thì mình còn có thể là mua được một số đồ ăn vặt nữa, nước uống, đồ ăn vặt. Có chỗ nghỉ mệt an toàn cho các bạn. Mình có thể nghỉ mệt. Nếu mà các bạn mà đi một nhóm mà vài người á, thì có thể là chia nhau ra ngủ một tí xíu. Còn về cái việc mà ví dụ như mà đi xuyên Việt mà để mà tiết kiệm mà tối đa luôn á, mà các bạn không có vô nhà nghỉ á, thì các bạn một là ghé những cái trạm dừng chân giống vậy, hai á, là vô cây xăng á, nó sẽ có chỗ tắm rửa luôn, tắm rửa giặt giũ cho mình. Nhưng mà đi chơi mà tiết kiệm như vậy thì nó cũng hơi khó chịu á. Nhưng mà cái vấn đề mà tắm rửa thì vô cây Petrolimex nó có chỗ tắm rửa, rồi có chỗ rửa xe cho mình nữa.
nếu mà đi mà nóng bức quá, bụi bặm nó bám nhiều, dơ quá thì có thể là vô tắm thì nó ok. Mình tấp vô đổ xăng ha các bạn, 90.000, 3.7 lít. Mấy con rầy nó bay, tao nói kính áo rồi nón, cái cam cũng kính luôn, thành ra mình không có quay được. 8:20 ha các bạn, trời đã tối rồi. Nó tối nhưng mà cũng đỡ hơn ngày hôm qua là mình đi từ thị trấn Đồng Văn xuống dưới thành phố Hà Giang. Trời ơi, xe hơi này pha đèn à. Chạy lết sạch mà chăng quá không có gì hết thì anh trai. Hôm qua chạy ở trên núi có đúng một mình luôn. Rất là nhanh tối các bạn, mà nó cũng lâu lâu sáng nha. Mình ở trên Hà Giang lúc 6 giờ mà trời nó còn tối hui à. Của xe hơi rồi là đủ chạy rồi các bạn, khỏi cần mở đèn của mình cũng được. Đó, bên kia không thấy đường nó pha lại đó. Wow, ở đằng trước là xe của công an thì các bạn ơi. Mấy ổng mày chứ ai. Mấy ổng cắm chốt ở đó luôn. Khi mà cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ là sẽ có cái đèn chớp xanh chớp đỏ để kế bên đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi đường tránh thị xã Kỳ Anh thôi. Hồi xưa thì vợ chồng mình có vô thị xã Kỳ Anh ngủ lại một đêm. Đợt đó là đi xuyên Việt bằng chiếc CB500F. Rất là nhiều kỷ niệm các bạn, chỗ nào cũng có kỷ niệm hết. Bây giờ mình đi đâu mình cũng có kỷ niệm hết. Nếu mà thật sự không thấy đường thì mình chỉ mở lên tí xíu, mình coi sơ sơ được cái là mình tắt xuống liền. Chạy ban đêm rất là mất thời gian các bạn, phải ngừng lại để lau kính, lau camera. Rồi mấy con mùa hóng nó chết quá trời. Nếu như mà các bạn bấm search địa chỉ muốn đến á, mà nó nhiều quá, các bạn thấy km cho ngán đúng không, mình sẽ chia nhỏ nó ra bằng một cái đoạn đường tầm khoảng cỡ 100 mấy hoặc là 200 cây. Mình đi hết một lượt đó xong rồi bắt đầu đó mình gài lại tiếp nữa. Thì như vậy á, các bạn sẽ thấy là cái km đó nó không có nhiều, mình không có ngán. Còn nếu như mà mình bấm địa chỉ để thấy cả ngàn cây số, nghe nó ớn.
đèn của mình nó gần ở phía trước xe quá cho nên là không có thấy đường chạy. Để về đợt này mình phải chỉnh cái đèn cao lên miếng mới được. Ây da, gió bạn, trời ơi, gió nó quật cái xe muốn ngã ngang luôn. Vượt xuyên núi, đây là đèo ngang á các bạn. Có bài thơ của bà Hồ Xuân Hương tả cái chỗ này: bước tới đèo ngang bóng xế chiều, cỏ cây chen lá, lá chen hoa, lâm khâm dưới núi tiều vài chú lác đác bên sông. Quên mất tiêu rồi, học xong mình đã hay rồi. Lỗ mũi mình nó bị ngạt ngạt cho nên là cái tiếng nói của mình nó hơi khào khào hả các bạn. Tại vì không phải tự nhiên á mà lấy cái xe ra chạy ngày cả ngàn cây để làm cái gì. Nếu như mà cái chuyến này á không phải là cái chuyến xuyên Việt á thì mình cũng không có thời gian mà để xách chiếc xe ra mà chạy từ Sài Gòn mà ra tới Hà Nội hay là từ Sài Gòn ra tới Huế để test các bạn. Rất là muốn luôn nhưng mà không có thời gian cũng như là điều kiện. Thì sẵn trong cái tour này á thì có vấn đề nhà chuyện nhà cần giải quyết thì thay vì đi máy bay về, mình không có lựa chọn là đi máy bay về, mình vẫn là đi xe về trong vòng 2 ngày luôn. Chia hành trình ra là mỗi một ngày là khoảng 1.100 cây. Chứ bây giờ mà tự nhiên kêu mình là ở nhà cái lấy chiếc xe đi test 1.000 cây, chạy 1.000 cây xong rồi đi 1.000 cây về thôi là biến lắm luôn các bạn ơi. Bây giờ cũng có tuổi rồi, với lại là mình đi tour nhiều quá rồi, sức khỏe nó cũng bị hao mòn rồi, nhiều cái việc trong cuộc sống nữa. Thành ra là mình không có còn được giống như ngày xưa mà đi tour chạy gắt gắt đồ mấy ngày liên tục. Biết tới bao giờ mới có một cái chuyến tour mà mình đi ngày một hai ngày mà 2.000 mấy cây như thế này nữa. Mấy cái ông mà ngày xưa mà chạy bạo lực 24 giờ Sài Gòn Hà Nội đó bây giờ chắc cũng sức cũng yếu rồi chứ còn đâu mà chạy nổi nữa. Với lại là đường xá bây giờ nó cũng xấu rồi, ổ voi ổ gà không. Bây giờ mà muốn chạy lập được cái kỷ lục thì cũng khó. Mình đứng nghỉ mệt ở chỗ ngã tư người ta hay đón xe vô thành phố, nói chuyện với lại mấy anh chị đón xe, nghỉ mệt khoảng 15-20 phút rồi mình tiếp tục xuất phát. Còn cách thành phố Huế là tầm khoảng 167 cây số nữa.
167 cây thì không có quá là nhiều rồi. Ngày hôm nay mình đi được cỡ 1.000 cây các bạn. Nếu mà tính hồi tối hôm qua đi từ thị trấn Đồng Văn ra là 143 cây chứ. Là tổng cái quãng đường mà từ hồi 9 giờ tối hôm qua mình đi cho tới sáng hôm nay là 6 giờ sáng xuất phát là 1.100 mấy á. Như vậy thì cũng đã đủ thấy được cái chất lượng cái máy xe độ mà mình bên mình làm rồi đúng không các bạn. Mình đi tour đợt này thì không phải là để test xe đâu, chủ yếu là mình đi chơi thôi. Nhưng mà sẵn cái đường về thì mình cũng test bạo lực, mỗi một ngày là hơn 1.000 cây số. Ngày mai là còn 1.150 cây từ Huế về nữa. Chạy trong một ngày mà 1.000 mấy trăm cây số thì chắc các bạn cũng biết được là mình chạy nhanh rồi ha, chứ không phải là chạy chậm chậm. Chạy chậm chậm thì không thể nào mà đạt được mốc 1.000 cây rồi. Nói chung thì sức khỏe của mình năm nay nó hơi tệ chút xíu. À không phải chút xíu mà là tệ rất là nhiều. Nhưng mà cũng đi hết hành trình quay cho các bạn xem. Năm sau có thể là mình sẽ ngưng đi xuyên Việt với những cái kế hoạch khác. Tại vì cái đoạn đường đi xuyên Việt, thứ nhất là nay là đường nó đẹp hơn ngày xưa nè, rồi thời tiết nó cũng không giống ngày xưa nữa. Nói chung thì mình đi xuyên Việt là chủ yếu là để trải nghiệm những cái thử thách mà bình thường ở trong miền Nam mình không có được những cái thử thách đó. Chứ còn bình thường nếu mà mình đi chơi mà thời tiết nó đẹp, nó này kia kia nọ thì nó bình thường quá rồi, đi cảm thấy là nó không có còn ý nghĩa gì nhiều nữa. Có thể là năm sau mình sẽ đi tour ngắn thôi, nhưng mà trong năm nay thì mình sẽ có một cái chuyến tour dài đi Lào, Campuchia. Lào, Campuchia thì mình sẽ đi gọi là đi nhiều nơi á, để quay cho các bạn xem về hai cái đất nước này, chứ không phải là chỉ đi những cái điểm chính của Lào, Campuchia đâu. Ví dụ như những cái điểm mà nó không phải là điểm chính, nhưng mà mình cũng sẽ quay cái cuộc sống mà của người dân ở những cái chỗ mà mình đi ngang qua. Trước là bảng số xe 49. Rồi 18 hết. Ờ, thêm đi, chưa đầy miếng nữa. Tâm 1 à? À. Giờ đi đêm dễ hết xăng dắt bộ 4,5 lít. Để chạy vô đâu? Ra chạy vô Quế 104,5 lít.
mới vừa nãy dừng này xanh đèn đỏ các bạn. Có một cái em trai kia chạy chiếc Winner Jean á. Cái vừa đèn xanh bật lên, cái em đề ba, cái mình cũng đề ba heo. Mà mình thấy anh em chạy mà đá hết số luôn mày. Tại đường này Hãng Tân à, kéo chắc cũng gần hết số rồi đó. Xong cái là mình nhẹ nhàng mình lướt qua em nhẹ cái, tức là mình không có dưa lướt mà cái dèo qua, mà mình ngâm qua nhẹ tí xíu là để cho nó cách khoảng cỡ hai sát xe thôi. Cái tới cái đèn xanh đỏ tiếp theo, cái em trai hỏi mình là trời, em test chứ lại nhiều xe 155 rồi, không có chiếc nào chạy ăn được em hết, mà sao xe của anh chạy thắng em, xe anh có đổ gì không? À, cái thằng xe khách này thiệt chứ, cái thằng xe tải này chứ xe khách, nó đứng một chỗ mà mở đèn pha các bạn, thấy chịu nổi không? Mình nói chứ lại em trai là xe anh chỉ lên capo thôi chứ không có độ gì hết. Mấy bạn thấy mình nói như vậy thì có làm tổn thương em trai đó hay không? À, về cái em bán xe của em nữa, khổ nữa. Hay là buổi tối các bạn, cho nên là không có hôm xuống thấy được cái hớt. Thấy cái hớt rồi là thôi mua. Ở trên đường á, mình gặp cũng nhiều bạn đi xe độ lắm, nhưng mà chạy qua cái nhìn thấy cái hớt cái lại nghe tiếng bô cái rồi thôi buông hết, không có ai chạy với mình hết trơn. Khách bị công an hốt hết. Chở quá số người quy định rồi chạy quá tốc độ nữa. Còn 118 cây số nữa thôi các bạn ơi. 8 giờ 48 phút rồi.
Thôi là mình không có vợ ở ngoài miền Bắc hay là Hà Giang gì ha các bạn. Chứ nếu mà có vợ ngoài đó hay là có bồ ngoài đó, mỗi lần mà muốn đi ra thăm nhau chạy 2 ngày chắc xỉu quá. Chạy riết là lên tay luôn. Có nhiều khi chắc đi 1.5 ngày là ta ra tới. Rồi đi hoài quen rồi, cái tuần đi 2 lần. 2 lần là 4 các bạn, 2 lần ra 2 lần vô. Chắc lúc đó là chạy cứng dữ lắm luôn. Chạy 24 giờ thì vẫn chạy được thôi, nhưng mà sức khỏe của mình nay nó kém rồi, cho nên là mình không có đi đêm được. Nếu mà cộng cái thời gian mà mình chạy xe vô thì cũng được 3 mấy giờ, chứ không có 2 mấy giờ không được rồi. Tại tốc độ trung bình của mình cũng hơi thấp, cứ duy trì đều đều có từ 80 tới 100 thôi. Nhưng mà được cái là cái gia tốc xe nó lên nhanh nha các bạn, chứ không phải là 80 với 100 giống như là kiểu xe Vin. Đó, như mình muốn tốc độ nó nhanh lên thì mình kéo ga cái là nó lên liền. Đây, đó, lên liền. Nó không có cái khoảng mà chờ giống như là xe Vin. Buổi tối không thấy đường á, chạy nhanh. Coi trên map coi đang chạy nhiêu. Sao 122 của thằng này nó nhanh đó nha, chứ không phải giống như mô tô. Đổ 110 4,5 lít. Ai uống xài hết bể vậy chứ. Chỉ còn có 20 cây số nữa thôi là mình đã vô tới thành phố Huế ha các bạn. Bây giờ là 22 giờ 6 phút. Rồi lúc đầu á Google Map á nó dự đoán á là mình phải đi tới 11 giờ rưỡi tới 12 giờ đêm mới tới được Huế. Nhưng mà bây giờ mình chạy thì nó dự đoán là toàn tầm khoảng cỡ 10 giờ rưỡi. Wow, bé bự ra làm hết hồn. Chín cây nữa thôi.
tẩy cây đó thôi các bạn. Mình đã tới kinh thành Huế rồi. Đang chạy bạn gặp giao thông, hên là mấy anh giao thông cũng không có nói gì hết. Chắc thấy mình đang chở đồ. Rồi vô tới Huế là 10:20 ha các bạn. Từ Hà Giang mình xuất phát lúc 6:00 sáng và tới Huế lúc 10:20. Bây giờ thì mình sẽ vô khách sạn thôi, tắm rửa, up clip cho các bạn xem. Mình tính làm một cái clip dài luôn nhưng mà mình sẽ chia cái làm 2 ngày. Mốt mình mà có đi xuyên Việt nữa thì ra tới Hà Giang thì chỉ trong vòng có 2 ngày thôi. À, mình có đặt phòng ở đây rồi đó. Không 33 250 8102. Phòng mình là tầng 4, phía bên tay trái thang máy ngoài cùng nhất. Dạ, số điện thoại lịch tầng đây và wifi 1 địa chỉ. Mình bỏ đi số lắm mà dễ giúp em. À, rồi, ok. Mình không biết là các bạn nào mà đi từ Hà Giang về Huế chưa, và đi trong ngày giống như của mình. Nhưng mà mình thì đã lập được kỷ lục của cá nhân. Ây da, không biết phòng nhiêu nhỉ. Năm. Bốn lên năm bên đây. Hay yeah. Sao thế nhỉ? Tôi hui. Phòng phải nói là lộng lẫy, chỉ có 300 mấy chục ngàn thôi. Mình có một cái phòng rất là đẹp, nhà tắm gọn gàng sạch sẽ quá. Wow, ok.